Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục hôm nay sẽ có những nội dung sau đây. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao môi trường đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Khu công nghiệp Vinh Quang, thị xã Vĩnh Hào có hơn 100 hectare đất cho thuê công nghiệp đã được đầu tư hoàn thiện hạ tầng. Tiếp đó là phần trả lời khuyến cáo của cơ quan chuyên môn là Chi cục Hải quan Hưng Yên nhằm hạn chế những lỗi thường gặp của doanh nghiệp khi khai tờ khai hải quan. Cuối chuyên mục là phóng sự các khu công nghiệp tại huyện Ân Thi có sức hút lớn doanh nghiệp và đầu tư. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết. Sau thời gian đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đến nay khu công nghiệp Minh Quang trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đã tiếp nhận hơn 20 dự án trong nước và nước ngoài đầu tư với diện tích đất cho thuê gần 40 ha. Khu công nghiệp Minh Quang nằm tiếp giáp mặt đường quốc lộ 5, có quy mô 150 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp cho thuê là hơn 100 ha. Lĩnh vực thu hút đầu tư gồm công nghiệp điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí, công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm, vật liệu xây dựng cao cấp, công nghiệp sản xuất bao bì, sản xuất hàng tiêu dùng và các ngành công nghiệp sạch khác. Doanh nghiệp vào đầu tư tại khu công nghiệp Minh Quang được ưu đãi hưởng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm và được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Được hưởng thuế suất 17% và miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã thu hút được hơn 2.100 dự án vào đầu tư. Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cũng không ngừng lớn mạnh, có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương phát triển. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, sau đây, chúng ta cùng nghe chia sẻ của một số doanh nghiệp đánh giá về môi trường đầu tư cũng như những đề xuất, kiến nghị giúp cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển hơn nữa. Bởi doanh nghiệp phát triển, tức là kinh tế xã hội phát triển. Công ty Hòa Phát chúng tôi là một trong số những doanh nghiệp sớm về với Hưng Yên và chúng tôi cũng được sự tạo điều kiện, hỗ trợ thuận lợi của các ban ngành để chúng tôi có cái sự phát triển được rất là ổn định, liên tục. Cơ ngơi của doanh nghiệp cũng tăng lên không ngừng. So với ngày đầu thì chúng tôi đến hàng gấp hàng chục lần. Tỉnh sẽ quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt để có các cái cơ chế thông thoáng hơn, thủ tục hành chính là nhanh gọn và cũng như là như mọi người vẫn nói, tức là tỉnh trải thảm đỏ để cho các doanh nghiệp có thể về với tỉnh Hưng Yên. Công ty tôi đã giải phóng mặt bằng đến 99%, riêng còn một hộ gia đình đòi hàng 2 tỷ đồng trên một xào, cho nên là kính mong các cấp lãnh đạo cũng như chính quyền từ tỉnh, xã, huyện giúp đỡ công ty để làm sao đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tại tỉnh Hưng Yên có không ít thanh niên trẻ đã mạnh dạn đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làm ăn hiệu quả vươn lên thành lập doanh nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Không chỉ nhiệt tình tham gia công tác xã hội ở thôn, từ bí thư đoàn và nay đang là bí thư chi bộ, trưởng thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Quảng Châu, mà anh Long còn năng động chịu khó trong phát triển kinh tế gia đình. Anh quan điểm muốn tuyên truyền vận động nhân dân tốt, trước hết bản thân mình phải làm tốt. Từ quy mô gia đình đến nay, cơ sở sản xuất đồ gỗ của anh Long đã mở rộng lên gần 20 lao động. Lấy nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Nam Phi, bình quân mỗi năm gia đình anh sản xuất từ 400 đến 500 mét khối gỗ ra các sản phẩm đồ mộc cung cấp cho thị trường. Tiến tới cái quy mô sản xuất nó lớn hơn, thành lập cái doanh nghiệp để phát triển, để tạo công ăn việc làm cho lao động ở trong khu vực được nhiều hơn nữa. Tại tỉnh Hưng Yên, nhiều gương tự lập thân lập nghiệp làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình như anh Long đang ngày càng nhiều hơn và trở thành tấm gương để các thanh niên học tập noi theo. Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 16.000 doanh nghiệp, trong đó có không ít doanh nghiệp do những thanh niên làm chủ. Để đa dạng các hình thức hoạt động, tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp trong tỉnh với doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài đầu tư vào tỉnh Hưng Yên. Thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức các buổi làm việc, tuyên truyền vận động các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào hội.
Tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 2.000 doanh nghiệp có dự án và đầu tư, trong đó có trên 500 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng số doanh nghiệp này tham gia vào Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hay tham gia vào Hội Doanh nghiệp cấp huyện còn ít. Vì vậy, tuyên truyền đến các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tham gia vào Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội trong thời gian tới. Vì các doanh nghiệp nước ngoài có lợi thế về công nghệ, quản trị doanh nghiệp tốt, khi tham gia vào hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong tỉnh học tập cũng như tìm kiếm bạn hàng đối tác để tiến tới tham gia vào chuỗi công nghiệp phụ trợ. Thưa quý vị và các bạn, thực tế có không ít doanh nghiệp lỡ thời cơ sản xuất kinh doanh như chậm thời gian xuất khẩu hàng hóa hay chậm thời gian nhận hàng hóa nhập khẩu về do lỗi khi thực hiện tờ khai hải quan. Vì vậy, để giúp doanh nghiệp hạn chế đến mức thấp nhất những lỗi thường gặp trong thực hiện tờ khai hải quan, sau đây là khuyến cáo của ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hưng Yên. Đến thời điểm hiện tại thì hầu hết các doanh nghiệp cơ bản đã khai báo đầy đủ các chỉ tiêu, thông tin yêu cầu với tờ khai hải quan điện tử. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số lỗi sai phổ biến doanh nghiệp dễ mắc phải, như là khai báo sai, không đầy đủ thông tin mô tả hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu Việt Nam, khai báo sai mã biểu thuế tương ứng loại thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, khai báo sai thiếu chỉ tiêu số quản lý nội bộ doanh nghiệp đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ, và gần đây là lỗi xác định sai thuế xuất giá trị gia tăng theo nghị định 15/2022 của Chính phủ ngày 28/1/2022. Thì với những cái lỗi như trên thì chúng tôi cũng đang tăng cường cái biện pháp là tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với các doanh nghiệp đang làm thủ tục trên địa bàn bằng cách là lập những cái trang Zalo nhóm để gửi các cái thông tin mới và chính xác để cho các doanh nghiệp cập nhật và cùng thực hiện. Tờ khai hải quan đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu và tính thuế doanh nghiệp. Thành công của doanh nghiệp cũng có vai trò quan trọng của tờ khai hải quan được doanh nghiệp thực hiện không bị lỗi. Qua những chia sẻ trên của cơ quan chuyên môn, chúng tôi tin chắc rằng sẽ giúp mỗi doanh nghiệp hạn chế đến mức thấp nhất những lỗi thường gặp trong thực hiện tờ khai hải quan. Thưa quý vị và các bạn, nhờ có nhiều tuyến đường giao thông mới được đầu tư xây dựng cải tạo và làm mới đi qua địa bàn, cũng như quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã đưa Ân Thi từ một huyện thuần nông với quỹ đất phát triển rộng trở thành địa điểm hấp dẫn với các doanh nghiệp vào đầu tư. Về Ân Thi, xe gì cũng hỏng, đây là câu nói vui nhưng thật của nhiều năm trở về trước. Khi hạ tầng giao thông của huyện Ân Thi còn hạn chế, tuy nhiên trong 5 năm trở lại đây, Ân Thi là huyện có đột phá mạnh về hạ tầng giao thông so với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Giao thông đang tạo ra nhiều không gian phát triển mới của Ân Thi trong hiện tại và tương lai. Cụ thể là có tuyến quốc lộ 5 đi qua và tuyến đường nối hai cao tốc. Đặc biệt nữa là các cái tuyến đường tỉnh trên địa bàn huyện tương đối đồng bộ. Và đặc biệt tới đây thì Ân Thi sẽ đang triển khai tiếp một cái nút giao ở xã Tân Phúc, đường Tân Phúc đi Võng Phan thì chiều dài tuyến là 24 km, đoạn qua địa bàn của huyện Ân Thi của chúng tôi thì dài khoảng gần 13 km. Thì cái tuyến đường này xong sẽ kết nối đi hướng từ Thái Bình lên Tân Phúc. Huyện Ân Thi có diện tích rộng gần 130 km2 với 21 đơn vị hành chính cấp xã. Nhờ có diện tích rộng, còn nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nên trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại huyện theo định hướng xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút các dự án và đầu tư. Thực hiện cái quy hoạch sử dụng đất của huyện Thi đến năm 2030, thì Ân Thi quy hoạch là trên 2.600 ha đất khu công nghiệp và gần 500 hectare đất cụm công nghiệp. Huyện Ân Thi hiện có 5 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên cả nước với tổng diện tích hơn 600 hectare, gồm khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 1, khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp Thổ Hoàng. Với hạ tầng giao thông thuận tiện, có mặt bằng sạch, hiện các khu công nghiệp này được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Ở Ân Thi rất tiềm năng, rất là thuận lợi, thứ nhất là về giao thông. Giao thông, hạ tầng giao thông rất phát triển, và thứ hai là nguồn nhân lực cũng rất dồi dào nên là rất phù hợp cho phát triển công nghiệp ở đây. Và các nhà đầu tư nước ngoài thì họ rất quan tâm đến hai vấn đề này. Các khu công nghiệp tại huyện Ân Thi đều là các khu mới đưa vào quy hoạch và đang triển khai xây dựng hạ tầng.
nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương dành đất cho phát triển công nghiệp và kỳ vọng các dự án sớm triển khai tạo ra nhiều việc làm mới và nâng cao đời sống nhân dân các địa phương trong huyện cũng như các địa phương lân cận. Sau khi chúng tôi đã giải phóng mặt bằng xong thì cái việc giải phóng mặt bằng chúng tôi đấy là một bước đầu mà chúng tôi đã phấn khởi rồi. Nhưng kể từ nay chúng tôi lại càng mong muốn hơn là dự án sẽ sớm về với chúng tôi để làm gì? Để cho con cháu chúng tôi được hưởng lợi giữa nhân dân và nhà nước. Rõ ràng với hạ tầng giao thông hiện có và đang triển khai xây dựng cùng với các khu công nghiệp mới được quy hoạch, các khu công nghiệp tại huyện Ân Thi đang có sức hút lớn với các doanh nghiệp và đầu tư. Thời lượng của chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp đến đây là hết. Doanh nghiệp có những thông tin cần phản ánh hay những câu hỏi cần giải đáp trả lời của cơ quan chuyên môn, xin gửi về địa chỉ email đồnghanhcungdoanhnghiệp.hungyen@gmail.com hoặc liên hệ qua số điện thoại của chương trình 0363 089 089 hoặc gửi thư về địa chỉ chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.